16. Có phải công ty muốn bỏ rơi Trịnh Bách Hút thật không? Đây không phải gì cô cần để ý. Nhưng anh ta đã lên live stream mà sức hút đồ nổi tiếng vẫn còn đủ cả. Làm sao hả? Cậu ấy muốn làm hot boy sao? Live stream làm trò cười, nhảy thoát y, bán rẻ thể xác. Nhưng em thấy công ty vẫn nên suy nghĩ lại thì tốt hơn. Như vậy đáng tiếc lắm. Mà vậy với anh ta cũng rất cái gì? Rất bất công hay là rất ác? Việc này do ai mà ra hả? Không phải do cậu ấy hay sao? Có phải công ty thật sự muốn bán Trịnh Bách Hút không? Dương Chân Chân, tôi nói lại lần nữa, đây là quyết định của ban giám đốc. Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nghe thì đừng nghe, không nên nói đừng có nói, hiểu chưa hả? Em nghe theo sự sắp xếp, vậy mới được. Sao đồng ý nhanh quá vậy? Đây không phải phong cách của cô. Có phải tư thế nằm ngủ bị lệch, sợi gân nào bị nói sai rồi không? Em uống nhầm thuốc, uống... Chỉ 4 chữ thôi, em thích anh lắm. Khó tới vậy hả? Anh nói xem, nếu đồng ý thì còn đỡ. Nhưng nếu bị từ chối thì sẽ gượng gạo lắm. Nếu vì sợ hãi mà không tỏ tình thì trên đời này sẽ ít đi bao nhiêu cặp đẹp đôi đây. Tôi muốn giải thích về tin nhắn ngày hôm đó, không phải tôi gửi đâu. Chân Chân, hôm nay về sớm thế. Phải rồi, mình tìm giúp cậu việc rồi đó. Dạo này Du Tử Duệ đang tham gia hoạt động, mình cũng không gặp được anh ấy. Anh ấy cũng chẳng tới công ty. Hai người làm sao vậy hả? Làm gì thế? Mình xem đấy nhé. Liên quan gì đến anh chứ? Có phải anh chán quá không? Dương Chân Chân, cậu điên rồi hả? Cậu trả lời như vậy, có còn muốn ở bên Du Tử Duệ nữa không hả? Không phải mình nhắn, vậy là... Trịnh Bách Hút nhắn hả? Ôi trời, quan hệ của hai người tốt như thế từ bao giờ vậy? Anh ta giật đấy. Anh ấy ghen. Sao nào? Có phải anh ấy thích cậu không? Đầu cậu bị uống nước rồi hả? Thấy mình thảm bao nhiêu thì anh ta khoái bấy nhiêu. Sao có thể nói như vậy được chứ? Cậu xem, anh ấy trả lời tin nhắn cho cậu, chắc chắn là ghen tị đấy. Dương Chân Chân, được lắm. Có phải cậu câu được ông chồng nhà giàu rồi không? Đúng là một con rùa vàng. Mình thấy anh ta có vấn đề về tự nhận thức. Anh ta là, gọi là cái gì ấy nhỉ? Cuồng ngược đãi. Được. Cậu sặc mùi thuốc súng thế này. Nhưng Trịnh Bách Hút làm thế này, chắc chắn là Du Tử Duệ không biết nên trả lời thế nào. Cậu càng giải thích càng không ổn, càng bôi càng đen. Đúng đó, cậu xem, mình giải thích với anh ấy, mình muốn nói chuyện trực tiếp, mình hẹn anh ấy, cậu nghĩ anh ấy có để ý tới mình không? Nhưng Trịnh Bách Hút làm như vậy, có phải là vì thấy cậu với Du Tử Duệ thân thiết quá nên cố tình tách hai người ra không? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, có khi anh ấy thật sự thích cậu đó. Làm gì thế? À phải rồi, mấy hôm nay mình nghe được một tin. Hay là mình nói cho cậu biết nhé. Trịnh Bách Hút có phải là người đồng tính nên cậu mới nói anh ấy chắc chắn sẽ không thích cậu không? Có phải vậy không? Sao mình biết được? Cậu nói đi mà, cho mình biết đi, mình tò mò quá, cậu nói đi. Thật sự mình không biết, chắc chắn là cậu biết. Nhưng Chân Chân, cho mình biết đi. Bây giờ cậu mau giúp mình tìm cách làm sao với Du Tử Duệ đi. Được. Mình nghĩ giúp cậu, đừng kích động, mình nghĩ giúp cậu. Chuyện của Du Tử Duệ, dù sao thì hai người cũng đã có hiểu nhầm rồi. Cậu nghĩ mà xem, một người đàn ông thân thiết với cậu như vậy,
còn lấy điện thoại của cậu trả lời tin nhắn. Vậy quan hệ chắc chắn không bình thường. Người bình thường sẽ nghĩ như thế. Nếu là mình, thì mình sẽ không để ý tới cậu nữa. Chết chắc rồi. Nhưng vẫn còn khả năng khác mà. Nói đi. Trịnh Bách Húc. Đang ở đâu vậy? Có muốn làm không hả? Đồ ăn trong tủ lạnh hết cả rồi. Gọi đến cậu rồi đó. Lại là anh ấy. Dám không để ý tới tôi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy. Điện thoại. Người nhà cậu sốt ruột thật rồi đó. Điện thoại nè, nghe đi. Bây giờ mình không muốn nghe điện thoại của anh ta. Sao lại còn lạc mềm buộc chặt thế hả? Cậu nghe đi, mau lên. Mình không phải là trợ lý của anh ta nữa. Vậy mình được chuyển về phòng quan hệ công chúng rồi. Hôm nay sẽ thông báo. Thật không vậy? Không phải cậu, chuyện này bất ngờ quá đó. Không hiểu nổi, mình vào trong để bình tĩnh lại đã. Ôi trời ơi. Nhưng vậy cũng tốt mà, cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền phức lớn là Trịnh Bách Húc. Cũng được, cũng được. Mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng quan trọng là sự cố gắng trước đó coi như thành công cốt rồi. Mình phải bắt đầu lại từ số 0. Chẳng có kết quả gì cả. Chuyện gì mà chẳng phải bắt đầu từ đầu. Mình thấy cậu bị anh ấy hành hạ lâu rồi, nên có tình cảm, không nỡ chứ gì. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô nói xem, một người trợ lý mà tôi gọi cũng không được thì tôi cần cô làm gì nữa. Tức chết mà. Nóng tính thế không biết so đo với mình rồi sao? Không phải chỉ là trả lời tin nhắn giúp cô ta thôi sao? Không tới mức đó chứ. Cô ta thích Du Tử Duệ thế sao? Hay là thế này, để mình làm trợ lý cho anh ấy. Anh ta chắc sẽ không cần trợ lý nữa đâu. Tại sao chứ? Không phải là anh ấy bị đóng băng hoạt động đó chứ? Cũng gần như vậy. Thật không? Không phải chứ, mình sống đâu nên thấy nhiều sao? Chẳng lẽ một anh chàng đẹp trai mình chính mắt nhìn thấy từ khi sinh ra tới khi biến mất lại như phù dung sớm nở tối tàn? Cậu nói xem có phải mình bệnh không? Lúc làm trợ lý cho anh ta, mình chẳng vui vẻ gì. Lúc không làm nữa vẫn chẳng thấy vui vẻ. Đây là hiện tượng bình thường thôi. Dù sao nữa cạnh nhau cũng lâu rồi. Yêu thương lẫn làm hại nhau. Bị hành hạ mãi cũng có tình cảm, cũng bình thường thôi. Vậy nên buồn cũng là việc khó tránh. Mình thật sự không thể mở miệng nói chuyện này với anh ta được. Anh ta vẫn chưa biết chuyện này sao? Hay bây giờ cậu gọi cho anh ấy đích thân nói chuyện này đi. Mình không muốn. Mình không nói được đâu. Cứ để công ty nói đi. Vậy cũng được, cứ để công ty nói. Nhưng công ty của các cậu cũng thay đổi quá nhiều đó. Nói đóng băng là đóng băng. Mấy hôm trước mình còn thấy anh ấy live stream. Anh ấy vẫn ổn, vẫn hài hước mà. Biết tự nấu cơm, còn tự dọn vệ sinh. Một người rất hiền hòa. Cuộc đời như một vở kịch, toàn nhờ vào diễn xuất cả. Giả sao?
Đúng rồi, là vậy đấy. Phải thô bạo. Con trai nấu ăn là phải thô bạo. Hiểu không nào? Dương Chân Chân, Dương Chân Chân, Chân Chân, cậu tới đây mau, mau. Đến đây, mau, mau lên. Mau mau mau, mau lên, rò nước rồi mau, đừng ống nước bị rò, mau. Mau mang khăn qua đây, mình không giữ được nữa rồi. Mau, sao ngày nào cũng rò nước thế này, lãng phí bao nhiêu là nước, sao không nói chủ nhà đi. Chúng ta đã không có tiền đóng tiền nhà rồi, sao mà nói chủ nhà được chứ. Cậu chịu thêm mấy hôm nữa, thứ hai tuần sau là nhận lương rồi. Quần áo cậu không bị ướt chứ? Mình không bị ướt. Dương Chân Chân ơi là Dương Chân Chân, chúng ta sắp hết tiền rồi mà cậu còn ăn nhiều vậy sao? Vậy cậu đừng có ăn. Vậy thì mình phải ăn. Cũng ngon phết đấy. Hôm nay tâm trạng tệ quá, phải ăn một bữa ngon để bù lại. Hơn nữa có nghèo đến mấy cũng không thiếu chút tiền này. Lời này nói cũng có lý. Chuyển về phòng quan hệ công chúng được thêm 500 tệ, nhiều vậy sao? Giám đốc Lưu cũng được đấy. Cậu đừng có nói xấu người ta mãi vậy. Giám đốc Úc cũng khen mình, nói mình là trợ lý giỏi nhất của Trịnh Bách Húc. Nhưng cuối cùng vẫn không thể cố gắng được. Cậu ấy suốt ngày cứ thích tự gánh lấy trách nhiệm. Cậu cũng nên học hỏi khi thấy cây ngai không sợ cái tính của Tiểu Húc nhà cậu. Nhưng cậu đã làm rất tốt, rất cố gắng, rất nỗ lực trong chuyện này rồi. Ăn một cái đùi gà rồi vui lên. Là vàng thì sẽ tỏa sáng thôi. Cậu đổi cách suy nghĩ khác mà xem. Có khi thoát khỏi một phiền phức lớn như Trịnh Bách Húc thì sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Lần trước mình làm trợ lý cho anh ta, cậu cũng nói vậy. Mỗi lúc mỗi khác chứ. Tất cả đều do ông trời sắp đặt. Công ty bọn mình muốn mời Du Tử Duệ về. Thật sao? Chuyện này từ bao giờ vậy? Sao cậu chưa nói với mình bao giờ thế? Cậu đừng ăn nữa. Cuối cùng cậu còn bao nhiêu chuyện chưa cho mình biết? Nói đi. Thì muốn mời anh ấy về thôi. Mời anh ấy. Vậy sau đó thì sao? Nói chuyện với anh ấy sao? Anh ấy nói để suy nghĩ. Suy nghĩ? Có vẻ Du Tử Duệ cũng có suy nghĩ khác đấy. Nhưng cũng đúng, triển vọng của công ty bùng nổ đúng là làm cho người ta lo lắng. Cậu nói xem, tiền đầu tư vòng 2 không thấy đâu, tiền vốn tiếp theo cũng eo hẹp, lòng người thấp thỏm, ai cũng đang suy nghĩ tính đường lui cả. Dù sao thì làm việc ở công ty này, mình cũng thấy rất mệt. Qua ngày nào hay ngày đó thôi. Hay là nếu công ty các cậu mời Du Tử Duệ về, thì mời mình về luôn đi. Thế nào? Để mình cho cậu. Làm gì vậy? Qua một bên chơi đi. Mình cho cậu biết. Nếu không phải hôm nay tâm trạng mình tệ vậy, mình cũng không cho cậu biết đâu. Được rồi, bớt giận. Không được cho người khác biết. Nếu cho người khác biết thì mình nhéo chết cậu. Được rồi, mình không nói. Cậu đã mời mình ăn món ngon nhiều thế này rồi, mình không nói đâu. Còn gọi đồ ăn nữa sao? Nhiều thế. Chủ nhà, làm sao đây? Hay là mình tắt đèn? Chúng ta dạo như không có nhà. Có trốn cũng chẳng trốn mãi được. Bà ấy đang gõ cửa kia kìa. Mình đi, mình đi. Sao anh lại tới đây hả? Trịnh sư phụ. Cô tạo phản sau. Là Trịnh Bách Húc thật sao? Dương Chân Chân, sao anh ấy? Cậu im lặng đi. Cậu không sợ gọi sói tới sao? Nhà cô ở đây đấy hả? Cũng chẳng dễ tìm chút nào. Anh tới làm gì? Gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe. Sao tôi biết có phải là cô Định Công không chứ? Đang ăn sao? Cô đói chết rồi. Đừng đừng, thiếu gia. Đồ ăn thừa của chúng tôi đấy, đang chuẩn bị mang cho chó ăn. Phải, không hợp cho anh ăn đâu. Không sao, tôi không chê. Nhưng cái này tôi đã dùng rồi. Ngại lắm đó. Không sao, tôi có thể dùng tay để ăn gà mà. Cái gì nhỉ? Hàng dự trữ trong nhà tôi. Trong tủ lạnh cũng hết sạch rồi.
Cô đi mua đầy đủ đi, nghe chưa hả? Anh Húc, anh đáng thương thật đấy, đối thành thế này cơ à. Chân Chân, bình thường cậu làm trợ lý kiểu gì vậy hả? Như vậy là không được. Im đi. Cô xem bạn cùng phòng của cô đi, cô gái như vậy mới đáng yêu, hiểu không hả? Trịnh Bách Húc khen mình đáng yêu. Cô tên gì vậy? Tôi tên Hạ Viên, chúng ta chụp chung một tấm đi. Được, được. Biết bao nhiêu người muốn chụp chung với anh đấy. Đúng là may mắn thật đấy, anh Húc. Anh tốt thật, nào nào. Ai? Không tự sướng. Nói cô ta chụp. Chân Chân, chụp một tấm, chụp một tấm đi, một tấm. Chụp một tấm, chụp đi, cô đứng đó như cột điện vậy hả? Chẳng làm gì thì cần trợ lý như cô làm gì chứ, mau, chụp một tấm. Toàn là tật xấu. Chụp đẹp lên đó. Cảm ơn nhé. Một tấm thôi sao? Này này, cô làm gì vậy? Kiếm thêm fan mẹ hiền rồi. Cũng ăn xong rồi. Anh nên về đi, tôi còn chưa uống trà mà. Chúng tôi nghèo lắm không có trà. Xin lỗi nhé. Đi, đi như vậy sao? Cuối cùng nhà này cũng có người rồi nhỉ. Chị tới rồi sao? Vào phòng ngồi một lát đi. Đúng đúng, bọn em đang ăn cơm đấy. Hay là cùng ăn nhé. Tôi không vào nữa. Cuối cùng mấy cô có trả tiền phòng, còn nợ không hả? Có, trả thì bây giờ đưa tiền cho tôi. Không trả thì đi ngay đi. Việc này, chị cho em thêm 2 ngày nhé. Thứ hai tuần sau, bọn em sẽ trả ngay. Một phút cũng không được. Khi nãy tôi thấy một chiếc xe để hàng ở bên ngoài. Tôi nói chuyện với người ta rồi. Nếu không được, thì hôm nay cô nói người ta dọn nhà giúp cô đi. Chị nói xem, trễ thế này rồi. Hai đứa con gái bọn em có thể dọn đi đâu được chứ? Hay là thế này, chị vào phòng bọn em, xem có gì đáng giá thì chị cứ lấy. Sau này bọn em có tiền thì sẽ tới chuộc lại. Cô lại gạt tôi, nhà các cô có gì đáng giá chứ? Tôi gọi người tới dọn nhà cho các cô. Hai cô mau dọn dẹp đồ đạc đi. Anh đẹp trai. Chị mập. Bao nhiêu tiền? Ban nãy đã nói rồi mà, 15.000 tệ. Họ còn nợ tôi nửa tháng tiền nhà. Tiền phạt ít nhất cũng phải 500 tệ. Tổng cộng là 15.500 tệ đó. Vậy tôi có thể dùng điện thoại để thanh toán không? Được, được chứ. WeChat, Alipay, cái gì cũng được hết. Chị, không thể lấy tiền của anh ta được. Nhận được rồi. Cô gái, vậy là cô không đúng rồi. Người ta đã tốt bụng, trả tiền thuê cho cô, phải không? Có tiền thì cô trả lại cho cậu ấy, đừng có làm khó tôi. Cô xem cậu nhóc này, rất hào phóng. Còn đẹp trai, đối xử tốt với cô. Quay phim được luôn rồi đó, xứng với cô rồi, dư sức đấy. À, phải rồi, ban nãy tôi có vào kia xem, thấy ống nước nhà họ có vấn đề. Chị cho người tới sửa giúp họ đi. Được thôi, sao cô không nói sớm chứ? Sáng sớm mai tôi cho người tới sửa được không? Cảm ơn chị, vậy tôi đi trước đây. Không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt anh đẹp trai, cảm ơn. Tạm biệt nhé. Chị, đã trả tiền thuê nhà rồi mà. Lần sau trả sớm cho tôi đấy. Chị vất vả rồi, tạm biệt. Anh Húc, tôi rót nước cho anh nhé. Nóng chết mất. Nếu đã nóng như vậy thì anh còn vào đây làm gì hả? Hay là anh về nhà sớm mà ngồi máy lạnh đi. Tôi nói cô này, tôi đã giúp cô một việc lớn như vậy, cô chẳng thèm cảm ơn tôi mà còn vội vàng đuổi tôi đi như vậy. Cô biết làm người không hả? Anh Húc, anh Húc, đến đây. Nào, anh Húc, uống miếng nước. Anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy, đúng là lôi phong của giới giải trí. Anh nói xem bọn tôi phải cảm ơn anh sao đây? Hay là thế này, sau này căn nhà này anh muốn tới khi nào thì cứ tới. Cửa lớn luôn mở rộng chào đón anh. Hạ Viên. Hạ Viên biết điều quá đấy. Cô thấy chưa hả? Như thế này mới là biết điều. Từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành bạn. Được đó. Anh Húc, bình thường người khác toàn nói anh là trống trải, cô đơn, lạnh lùng. Tôi thấy anh đúng là nhiệt tình, sáng sủa, ấm áp. Hạ Viên, có phải cậu nên về phòng soi gương không? Sao thế? Xem cậu bây giờ đi, chẳng có khí phách gì cả. Cô nói cô ấy là bạn của cô sao? Có người nào đối xử với bạn của mình như vậy sao? Nói chuyện khách sáo một chút không được sao? Hạ Viên, cô là một người rất đáng yêu, rất lương thiện. Cho nên, để tôi kết bạn WeChat cô nhé. Được đó, được đó. Có thể kết bạn WeChat anh Húc cũng đủ để tôi ra ngoài khoe khoang cả đời rồi. Thật là... ết rồi đó.
hôm nay đúng là không muốn công tới đây nhỉ. Có thêm hai fan, một số cái lớn, một số cái nhỏ. Hay là anh tính xem lúc nào rảnh thì đến phòng chị Mập chơi đi. Ý hay, được đấy, không thành vấn đề. Chỉ cần chị Mập chào đón, lúc nào tôi cũng có thể tới. Chân chân, cậu xem, bình thường lúc nào cậu cũng nói anh Hút lạnh lùng, nhưng mình thấy anh Hút rất dễ gần mà. Chỉ gạt được người ngốc như cậu thôi. Tôi không thích câu này đâu đấy. Cái gì mà tôi gạt người ngốc như cô ấy hả? Người ta rất lương thiện đấy. Tôi cho cô biết tôi vốn là người tốt. Sao tôi phải giả vờ làm người xấu chứ? Được được được. Tôi biết anh tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Nhưng tôi muốn bàn với anh một việc. Anh xem bây giờ cũng không còn sớm nữa. Anh có thể đổi chỗ khác để chúng tôi ngủ hay không hả? Vẫn chưa trễ, chưa trễ. Hay là anh Hút, lát nữa chúng ta tìm Hạ Viên. Chụp một tấm. Không sao. Cũng trễ rồi. Tôi cũng lười chụp với cô ấy. Như thế nhé. Tạm biệt. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Anh Hút, tạm biệt. Cảm ơn anh. Thường xuyên tới chơi nhé. Đi đi. Đi ra ngoài chung luôn đi. Người ta giúp mình đấy. Giải quyết xong rồi. Nhưng hôm nay mình đã có thể tiếp xúc với Trịnh Bách Hút ở khoảng cách gần rồi. Anh ấy cũng được phết. Đi đi đi. Nghe mình nói này, Trịnh Bách Hút đúng là mẫu bạn trai xuất sắc nhất đấy. Nhìn hình mà xem. Cậu nhìn này, tốt bụng lại còn đẹp trai. Tốt thật đấy. Cậu nói xem công ty các cậu lại bỏ rơi anh ấy như thế. Cậu cũng bái ba anh ấy như vậy sao? Nhìn anh ấy có vẻ không biết gì cả. Bình thường có thói quen của công tử, xem mình là trung tâm của mọi thứ. Tới khi biết tất cả mọi người đã bỏ rơi mình, chắc anh ấy tức tới phát điên mất. Cậu đã nghĩ làm thế nào chưa? Đẹp trai thật. Sao giờ cô mới đến? Lấy giúp tôi ly nước đi. Nể mặt cô chăm chỉ như vậy, sau này không cần đi cửa có người giúp việc nữa. Đi bằng cửa chính là được rồi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô trưng cái mặt đó ra cho ai coi hả? Không phải nếu tôi qua tôi cứu các cô thì cô và bạn cùng phòng đã ngủ ngoài đường rồi, biết không hả? Cô còn chẳng nói được một câu cảm ơn. Thật là. $1,550 đó. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Bao nhiêu tiền? $1,550. Bao nhiêu tiền? 15.500. Cô quỵt nợ giỏi phết nhỉ. Bỏ luôn một con số không đi. Thông minh thật đấy. Tôi thấy dạo này cô cũng hơi thiếu tiền. Số tiền này cứ để đó đi. Lúc nào cô có thì tính. Không cần đâu. Cô đừng gây chuyện nữa được không? Tôi là một ngôi sao, mà trợ lý của mình không có tiền thì mất mặt lắm. Anh cũng chỉ vì mặt mũi của mình mà thôi. Đừng nói nhảm nữa. Ở đây có hóa đơn mua sắm. Cô mua hết tất cả những thứ được viết trong này cho tôi. Tiện thể giúp tôi tìm một cô giúp việc dọn dẹp phòng. Nếu không đủ tiền thì 666888. Cô đang tìm sao? Trên 58 đồng thành có nhiều như vậy, sao cô tìm được chứ? Alo, xin chào. Cháu tìm được cô trên 58 đồng thành. Bọn cháu đang cần một người giúp việc định kỳ. Được, lát nữa cháu gửi địa chỉ cho cô. Cảm ơn cô. Liên lạc xong rồi. Có vẻ công ty chưa nói với anh. Công ty đã không cần tôi nữa rồi. Tôi đi tới họ làm gì chứ? Hơn nữa bây giờ ngoài cô ra, tôi không nghe điện thoại của ai cả. Chuyện này đúng ra nên là giám đốc Út cho anh biết, chứ không phải là tôi. Công ty không cho tôi làm trợ lý của anh nữa,
nên lần này sẽ là lần cuối cùng tôi giúp anh dọn dẹp phòng. Sau này anh chỉ có thể nhờ cô giúp việc thôi. Bọn họ chuyên nghiệp hơn tôi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi. Lát nữa bọn họ sẽ tới. Thời gian làm việc với anh tuy không vui vẻ cho lắm, nhưng tôi cũng thu hoạch được rất nhiều. Rồi, dừng lại. Cô đừng vội vàng phát biểu cảm nghĩ tạm biệt thế chứ. Chuyển cô đi. Luôn nghĩ Nam sau. Đúng rồi, yên tâm, có tôi đây, không ai động vào cô được đâu. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đây là quyết định của công ty. Tôi sẽ mua đồ lần cuối cho anh, nhưng đây cũng là lần cuối cùng đấy. Sau này anh phải nhờ vào công ty giúp việc. Cô đừng quên cô còn nợ tiền tôi đấy. Chẳng phải tôi trả tiền cho anh rồi sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đây là tiền dự trữ để mua đồ, đừng có tính chung với nhau. Logic gì vậy hả? Tôi trả cho anh, rồi anh lại đưa cho tôi. Cô thấy tôi đã đụng tới cái túi này, đụng vào số tiền này chưa? Anh giở trò phải không? Dù sao hôm nay tôi trả lại anh số tiền này, chúng ta không ai nợ ai. Tôi chính tay đưa cho anh đấy. Tôi cho cô biết, cô chỉ cần làm xong những việc mà tôi đã dặn dò là được. Lời đã nói ra thì không được làm trái lại đấy. Anh là một con rắn độc. Tôi là một người nông dân đó. Sao lần nào tôi cũng phải để anh cắn chứ? Tôi nhớ dài lắm đó. Con rắn là tôi, không có độc. Cắn cô thì sao chứ? Sao tôi phải cho anh cắn? Số tiền này anh cầm lấy. Tôi không cần. Tôi nói lại một lần nữa. Đây là tiền dự trữ để mua đồ. Cô chỉ cần mua hết những thứ viết trên đó là được. Hiểu chưa hả? Cầm lấy. Tôi không mua đồ cho anh đâu. Cô nhặt lên. Không. Tôi cũng không nhặt. Cứ để đi. Tôi đã nói là tôi không cần số tiền này rồi. Anh cầm lấy cho tôi. Thật là, tôi nói rồi, cô là trợ lý. Sao cô không nghe lời khuyên vậy hả? Tôi sẽ không mua đồ cho anh nữa. Cô có biết phá hoại tiền là phạm pháp không hả? Anh ném mà. Cô không cấu tôi thì tôi sẽ phản ứng quá khích như vậy sao? Tờ kia, đằng sau cô ấy, dính lên góc tường kìa. Bên kia cũng có nhiều lắm, qua bên kia nhặt đi. Có thể tránh xa tôi ra được không? Cô cứ muốn nhéo tôi làm gì? Nhéo tôi làm gì hả? Phía trước còn có một đống kìa. Cô cần tôi giúp không? Anh tránh xa tôi ra. Được. Cô tự nhặt đi. Sao cô rơi xuống thế hả? Không biết bơi sao? Nước còn chưa đến eo cô đâu đấy. Mau cứu tôi đi. Cô không biết bơi thật sao?
Bơi mà cũng không biết. Ngốc quá đấy. Tiền tôi trả cho anh rồi đấy. Không cần làm trợ lý của anh nữa. Thật tốt. Ưu tiên phụ nữ. Chắc chắn lại mắng mình nữa rồi. Hạ Viên đã giải thích với tôi rồi, đừng để tâm quá. Món ngày hôm nay vẫn âm mưu thế sao? Không phải chứ. Bài hát này cũng hay đấy. Ở đâu ra vậy ạ? Cháu chưa nghe bao giờ. Cháu vẫn muốn tham gia cuộc thi sao? Cháu hát dở tới vậy sao? Không dở. Cháu hát karaoke không dở đâu. Cháu có thể làm vua micro. Nhưng nếu muốn làm ca sĩ thì vẫn thiếu một chút. Không đi xa được. Cháu biết ông vẫn luôn ủng hộ cháu. Nhưng cháu sợ phụ lòng mong mỏi của ông. Nếu cháu vẫn muốn tham gia cuộc thi thì cứ đi đi. Ông chi tiền sinh hoạt, tiền tham giữ cho. Như vậy đâu có được. Sao không được chứ? Năm ngoái, lúc ông đi xe máy, bị tông ngất xỉu, nằm trên đường. Chỉ có mình cháu là không sợ ông lừa cháu, đội mưa lớn gọi xe cấp cứu cho ông, đến bệnh viện phụ giúp ông. Có thể gặp cháu là may mắn của ông Cốc. Cháu đến chỗ ông ăn ké uống ké, đã kiếm lại đủ hết rồi. Có thiếu cũng là cháu thiếu ông chứ. Cháu vừa tới đã giúp ông rửa chén, rửa đĩa, tiếp khách. Tiền lương của cháu tính sao đây? Ông không trả cho cháu đồng nào cả. Cháu chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Vậy mà cũng lấy tiền thì không được. Đừng càm ràm nữa. Ông vui. Ông vui là được rồi. Được. Vậy hôm nay cháu quyết định. Từ hôm nay cháu sẽ vẽ thêm một dấu chấm than trên con đường giấc mơ âm nhạc. Đừng mơ làm ca sĩ nữa. Cháu nở rời xa âm nhạc của mình sao? Không phải là nở hay không, bỏ cuộc hay không. Bây giờ cháu có thể đi đường vòng. Cháu có thể đổi cách khác, đổi việc khác. Sau đó không bao giờ rời xa âm nhạc. Có mục tiêu là việc tốt. Dù có thể thực hiện giấc mơ hay không thì ông thấy cũng tốt hơn người ăn no chờ chết. Dương Chân Chân, cháu có ý chí. Chỉ cần tìm được đúng hướng thì có thể làm nên việc lớn.
làm lại từ đầu đi. Ai mà chẳng gặp phải dài ngã rẽ chứ. Chỉ cần không thất bại thì vẫn còn hy vọng. Lại làm một bản sau. Người của phòng quản lý thật là suốt ngày chạy bên ngoài trang điểm lộng lẫy, tham gia đủ các hoạt động, dứt hết mớ lộn xộn này cho phòng chúng ta. Nhìn thôi là thấy tức rồi. Thật ra tôi thấy sắp xếp tài liệu về các fan cũng rất thú vị. Ví dụ như ban nãy tôi thấy cái này. Fan này để làm một cái mũi giống hệt Amanda nên đã trộm tiền trong nhà. Sau khi về nhà thì bị bố mẹ phát hiện đánh cô ấy, thì cô ấy nói ngoài mũi ra thì đánh chỗ nào cũng được. Những người đó theo đuổi thần tượng tới phát điên rồi. Không phải fan của Lưu Đức Hoa là như thế sao? Làm tới nỗi tan nhà nát cửa. Tôi nói này, nếu tôi có một đứa con như vậy thì tôi sẽ bóp chết nó để cho nó khỏi hại tôi. Giám đốc Đỗ, tôi đang muốn hỏi chị một việc. Nói đi. Suốt tham gia huấn luyện người quản lý của công ty, có phải bị chị giữ lại không? Chuyện này liên quan gì tới cô? Thiên Hào đã đưa suất này cho tôi. Tôi đã đưa cho Văn Đình đi tham gia rồi. Văn Đình, không phải cô ta chỉ là lễ tân thôi sao? Không liên quan tới người quản lý được. Không cần biết tôi cho ai. Chị mau nhận suất này cho tôi đi. Quy định của buổi huấn luyện người quản lý này rất cao. Những người quản lý nổi tiếng ở trong ngành cũng sẽ tới thuyết giảng. Đây là một cơ hội học tập rất tốt. Tôi sẽ không để cô dùng để lấy lòng người khác. Chị đừng có bỡ đỡ như thế. Văn Đình là người có tiềm năng. Chúng ta nên để cho người mới tham gia. Cô đừng nói những lời đó với tôi. Suất này tôi đã cho người thích hợp hơn rồi. Nếu Trần Thiên Hạo không đồng ý thì nói anh ấy tới gặp tôi. Chị đứng lại đó cho tôi. Đỗ Nguyễn Tinh, trưa nay cùng đi ăn cơm nhé. Những đồng nghiệp trong phòng quan hệ công chúng chào mừng cô quay về. Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Tôi đã quyết định rồi, không cần nói nữa. Sao chị cứ cố tình gây chuyện với tôi hả? Chị tranh chấp nội bộ trong công ty là muốn người ngoài chê cười sao? Cô làm vậy mới là để người khác chê cười đó. Tự trọng một chút đi. Chị, không cần làm việc sau. Cô nói xem có phải giám đốc Mã và giám đốc Trần có gì đó thật không? Không thì không thể nào ngang ngược thế được. Làm việc đi. Vào đi. Giám đốc Út, chị tìm em, ngồi đi. Chị muốn nghe kế hoạch công việc tương lai của em. Không làm trợ lý cho Trịnh Bách Thúc nữa, em có suy nghĩ gì không? Em vào công ty để làm trợ lý cho Trịnh Bách Thúc. Thật ra cũng không quen với các phòng ban lắm, nên muốn học tập ở phòng quan hệ công chúng trước. Có từng nghĩ tới việc làm quản lý cho nghệ sĩ chưa? Quản lý nghệ sĩ thì phải có năng lực, em còn kém xa lắm. Năng lực thì có thể từ từ rèn luyện, không ai vừa sinh ra đã biết làm cả, có thể từ từ học, đúng lúc có một cơ hội. Một người quản lý số 1 từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ lớn, tuần sau có buổi tọa đàm, em đi nghe đi. Giám đốc Đỗ chỉ đích danh em đi đấy. Mọi người rất coi trọng em. Em nghiêm túc, làm việc tới nơi tới chốn. Sau này sẽ là người làm nên việc. Bọn chị cũng mong rằng không gian phát triển trong tương lai của em không chỉ ở phòng quan hệ công chúng. Chị nói là công ty muốn bồi dưỡng em thành người quản lý. Phải. Đương nhiên phải xem em có hứng thú hay không nữa. Có chứ, em rất hứng thú. Em chỉ là cảm thấy người quản lý cần rất nhiều thứ. Em còn kém xa quá. Em cảm thấy là một nghệ sĩ thành công thì người quản lý phía sau cũng phải cố gắng rất nhiều. Nhưng công việc của quản lý là phía sau sân khấu, rất dễ bị người khác xem nhẹ. Nên đó là phân công của nghệ sĩ và người quản lý không giống nhau, còn họ giống người hợp tác hơn. Thông qua nguồn lực của mình, người quản lý giúp cho nghệ sĩ dệt qua trên gấm. Nghệ sĩ là tác phẩm của họ. Tác phẩm càng xuất sắc thì những nghệ sĩ khác càng đánh giá cao họ hơn. Nghe mọi người nói, trước đây chị cũng là một người nổi tiếng trong những người quản lý. Bọn họ nói nhìn chị có vẻ ấm áp, nhưng thực ra rất gan dạ. Chị nói cho em nghe đi. Ấn tượng sâu đậm nhất là một người mới chị từng dẫn dắt.
khi đi thảm đỏ của buổi lễ trao giải điện ảnh, nhưng cô gái đi cùng được sắp xếp cho lại không tới, nên cậu ấy luống cuống. Chị phải nghĩ cách cổ vũ cậu ấy, nhưng chị không mang lễ phục, phải làm sao đây? Lúc đó chị chợt nhớ ra, trong túi chị có một chiếc khăn choàng. Thế là chị quấn khăn choàng lên rồi xông vào luôn. Tới khi bảo vệ phát hiện được và muốn cản chị lại thì không kịp nữa rồi. Cứ vậy, chị đi cùng nghệ sĩ của mình thành công bước trên thảm đỏ đầu tiên trong đời. Giỏi vậy ạ. Bây giờ chị ngồi đây lại không có cảm giác xúc động như trước kia nữa. Nên bây giờ nghĩ lại, càng gặp phải thất bại thì cảm giác thành công khi vượt qua chính mình sẽ càng có thành tựu.